ta vẫn sẽ nắm giữ vị trí cạc đồ họa mạnh nhất thế giới. RTX 3080 sẽ trở thành siêu cạc bán chạy nhất thế giới. RTX 6800 XT mạnh ngang 3080, rẻ hơn nhà ngươi 50 đô. RTX 6800 XT tiêu thụ điện trung bình chỉ 280W. Really nigga? RTX 6800 mạnh ngang 3070 ăn tối đa 250W điện. RTX 6800 XT mạnh ngang và tối đa 250W điện. Ôi, tôi đến giờ quay video rồi mà các ông còn đứng đây cãi nhau nữa à? Nói chung là ai hơn ai thua như thế nào thì cứ xem video để khám biết nhá. Còn bây giờ giải tán. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Hà Nội Computer. Như các bạn cũng thấy đấy, nói chung là hiện tại trên mạng thì đang có rất nhiều những thông tin review về bộ đôi RX 6800 và 6800 XT. Và ba con figure của mình lúc nãy thì cũng không phải là ngoại lệ. Hiện tại thì rất tiếc là mình vẫn chưa có bản sample của những chiếc cà RX 6800 ở trên tay. Nhưng mà thôi, nói chung là với tất cả những gì mình đã thu nạp được ở trên mạng rồi, đọc hết cả những bài báo, các bài review, thì trong video ngày hôm nay mình sẽ cùng với các bạn đi điểm qua về cái hiệu năng của bộ đôi Radeon 6800, xem là em nó sẽ có những cái gì nổi bật, cũng như là về một cái tương lai giữa cuộc chiến của AMD và NVIDIA nhá. Ngay bây giờ thì hãy cùng bắt đầu video thôi. Đầu tiên là về hiệu năng thì chúng ta sẽ nói đến một cái tính năng mới mà nhà AMD vừa mới cho ra mắt, đó chính là Smart Access Memory, hay được viết tắt là SAM. Và với SAM thì được cho là CPU của chúng ta sẽ có thể lấy được nhiều lượng VRAM hơn từ card thay vì là 256MB như ở hiện tại. Thế cơ mà với cái tính năng này thì sẽ chỉ hỗ trợ trên các mainboard chipset series 500 mà thôi, bởi lẽ là băng thông 4.0, PCI Express 4.0 thì mới được cho là đủ, còn 3.0 thì đang bị kiểu thiếu hụt và không thể chạy được. Và một điều nữa mà mình cũng thấy thắc mắc đó là không hiểu tại sao AMD lại chỉ hỗ trợ trên các CPU Gen 3 thôi, mặc dù là các CPU khác có tương thích hỗ trợ nhá, nhưng mà lại bị vô hiệu hóa SAM thì cũng chưa hiểu lý do tại sao. Nhưng mà nhìn chung ở đây ấy, thì SAM được cho là tăng tốc độ của GPU hơn và cũng như là tăng hiệu năng của nó trong các game. Và ở đây thì chúng ta sẽ đi ra làm hai hướng phân tích. Hướng thứ nhất thì sẽ là kết hợp những chiếc Radeon 6800 XT, 6800X với những bộ đôi CPU Intel và AMD cũ không hỗ trợ SAM. Và thứ hai là sẽ kết hợp cùng với những CPU Gen 3 thì sẽ ra được kết quả như thế nào, thì các bạn hãy cùng với mình đi tìm hiểu ngay sau đây nhé. Và rồi, kết quả khi mà test với những CPU Intel thì hiệu năng của những chiếc 6800 và 6800 XT đã vượt gấp đôi so với lại thế hệ cũ. Thế nhưng mà tuy nhiên có một điều là khi mà so sánh với đối thủ của nó là 3080 thì với những chiếc 6800 lại thua thiệt về hiệu năng từ 15% cho đến 20%. Còn về 6800 XT thì khoảng cách mới sẽ rút được ngắn lại xuống là còn khoảng 5%. Thế nhưng mà mình nghĩ là với cái điều này thì chắc hẳn là không chỉ riêng mình mà tất cả các bạn ở đây chắc cũng nghĩ rằng là không ai tin được là AMD lại có thể tạo ra được những cái chiếc card có hiệu năng tốt đến như thế. Không nghĩ là nó có thể vượt mặt được 2080 Ti ấy, mà đến thời điểm hiện tại là còn gần như ngang bằng với lại 3080. Nói chung là đây cũng là một cái điều đáng mừng đối với nhà AMD, có phải không? Khi mà bật SAM lên thì nhìn chung là hiệu năng tăng lên không đáng kể. Tuy nhiên là nó sẽ tăng mạnh nhất trên các game mà ăn card, còn đối với các game ăn CPU như là Borderlands 3 hay là Divinity thì thực sự là nó sẽ còn bị sụt giảm một chút xíu. Tuy nhiên ở đây thì sẽ đưa ra một cái lý giải rằng là SAM thì sẽ khiến cho CPU tốn thời gian hơn trong cái việc xử lý, thế nên là FPS của chúng ta sẽ bị sụt giảm một chút trong một vài game. Tuy nhiên nhìn chung nói đi nói lại thì mình nghĩ rằng SAM đã giúp cho việc rút ngắn khoảng cách hiệu năng giữa 3080 và RX 6800 XT. Hay là nói kiểu đơn giản khác để cho các bạn dễ hiểu, đó chính là khi mà 6800 XT sử dụng trên những chiếc CPU Gen 3 thì sẽ có sức mạnh ngang bằng so với những chiếc 3080 ở thời điểm hiện tại. Tổng quan hiệu năng là như vậy rồi. Thế nhưng mà trước khi đi đến phần kết luận xem là đây có phải là một kèo thơm để anh em bỏ tiền ra và mang những sản phẩm này về hay không, thì hãy cùng với mình đi đến với phần giá bán nhé. Và hiện tại thì mình cũng đã có đầy đủ giá của ba mã Sapphire rồi. Với phiên bản 6800 thì OC bạn ấy sẽ có giá là 19.999.000 đồng. Còn với phiên bản 6800 XT, OC và OCSE thì sẽ lần lượt là 23 và 24 triệu đồng. Thực ra là với cái mức giá như thế này ở thời điểm mình đang quay video thì mình nghĩ rằng là 6800 sẽ không phải là một kèo quá thơm tho để anh em có thể chi tiền ra và mua về. Tuy nhiên là cũng nói chung là ai là fan của đội đỏ thì vẫn cứ đam mê thì cứ theo đuổi thôi, mình không ngăn cản nhá. Mà mình chỉ so sánh một chút xíu đó là với cái mức giá đấy khi mà so sánh với 3070 thì bạn đấy cũng chỉ nhỉnh hơn một chút xíu về hiệu năng. Và thực chất ở thời điểm hiện tại thì những chiếc card 3070 của chúng ta thì sẽ có giá mềm hơn rất nhiều, chỉ quanh quẩn đâu đấy là 17 triệu đồng có bán tại Hà Nội Computer.
và hiệu năng của bạn 6800 và 3070 sẽ chỉ chênh lệch nhau thực sự ở trên những game 4K khoảng là 8% các bạn nhá, chỉ 8% trên game 4K thôi. Thế nhưng mà bản chất thì chúng ta mua 3070 về để sử dụng cho mục đích 2K gaming chứ không phải là 4K. Còn 4K thì nó lại là đất diễn cho 3080 và RX 6800 XT rồi. Nên là anh em có thể suy xét và lựa chọn xem đây có phải là sản phẩm phù hợp với mình hay không. Tuy nhiên khi mà quay sang RX 6800 XT thì nó lại là một cái câu chuyện hoàn toàn khác các bạn ạ. Bởi lẽ là hiệu năng thì chúng ta cũng không nhận ra sự rõ rệt quá nhiều giữa 3080 và 6800 XT. Rồi FPS thì cũng chỉ chênh có một chút xíu ở những cái phân cảnh ánh sáng quá phức tạp. Hay là đơn giản khi mà 6800 XT kết hợp cùng với những chiếc CPU Gen 3 thì sẽ gọi là hơn, nhỉnh hơn ở một vài tựa game. Tuy nhiên là với cái mức giá từ 23 cho đến 24 triệu đồng ở phiên bản OC và OCSE, cộng với cái thông tin rằng là 3080 của chúng ta thì bật vô âm tín không biết khi nào có hàng, thì có lẽ mình nghĩ đây sẽ là một cái kèo thơm dành cho anh em nào đang ngóng chờ sản phẩm, vừa là fan của AMD lại vừa là ngóng chờ 3080 thì sẽ rất phù hợp mua vào cái thời điểm này. Nói chung là có lẽ đây cũng là một cái cơ hội cực kỳ tốt dành cho nhà AMD để có thể thúc đẩy lại doanh số của mình từ khi những chiếc HD 7970 đi vào dĩ vãng. Thì chúng ta sẽ chỉ có biết đến là RX 570 với RX 580 thôi, nơi mà chỉ dành cho những gọi là coi thủ và giá thành rẻ là chính. Và tổng kết tại đây thì lời đầu tiên mình muốn nói là chúc mừng cho đội đỏ, sau nhiều năm họ đã quay trở lại đường đua hiệu năng đối với NVIDIA. Và ngay cả giá thành thì những chiếc 6800 hay 6800 XT cũng được đặt ở một cái mức hợp lý và cạnh tranh ngang bằng sòng phẳng đối với đội xanh lá. Có thể nói ở đây là 6800 thì sẽ hỗ trợ chủ yếu dành cho chơi gaming 2K, còn 6800 XT thì sẽ sử dụng cho gaming 4K. Tuy nhiên thì hiệu năng Ray Tracing hay được AMD gọi là Ray Tracing API thì chưa được tốt cho lắm. Nhưng mà dù gì thì đây thì cũng là giải pháp phần mềm thôi, so với lại NVIDIA là phần cứng. Và đây thì cũng là năm thứ 3 của họ rồi. Thế nhưng mà đây thì cũng lại là một điểm mạnh của AMD, khi mà họ chủ yếu là cung cấp giải pháp card cho console. Và các nhà phát hành game thì cũng đã dần tìm được cái cách tối ưu hóa Ray Tracing API, cũng như là chúng ta có một cái niềm tin hy vọng một tương lai tươi sáng rằng là cái việc xử lý ánh sáng của Navi 21 sẽ tốt dần hơn trong qua các phiên bản update phần mềm. Và cái khả năng tiêu thụ điện hiệu quả của AMD cũng có thể nói là một điều cực kỳ đáng khen ngợi. Với NVIDIA thì cái bài toán về hiệu năng trên điện năng của họ thì đã bắt đầu từ những chiếc GTX 480. Nhưng mà với AMD thì bây giờ họ mới bắt đầu. Cơ mà họ thì đã tăng gấp đôi hiệu năng trên điện năng hơn hẳn so với lại thế hệ cũ. Và có thể nói là còn tốt hơn cả của NVIDIA Ampere nữa. Trong bài test Metro Last Light thì 6800 XT chỉ ăn trung bình là 210W. Nói chung là nó chênh lệch hơn rất là nhiều so với cái mức xấp xỉ gần 300 của những chiếc 3080 các bạn ạ. Và vừa rồi là tất cả những thông tin mà mình đã thu thập được từ rất nhiều những trang tin tức công nghệ uy tín trên thế giới về bộ đôi RX 6800 và 6800 XT để gửi tới cho các bạn. Nói chung là ngày mai hoặc ngày kia gì đó chúng mình mới thực sự được cầm trên tay bản stable của những chiếc RX 6800 và 6800 XT. Nên là ngay khi mà được bách em nó về, chúng mình sẽ cố gắng test thử nghiệm và gửi đến cho các bạn về cái hiệu năng của nó khi mà kết hợp cùng với bộ đôi CPU Gen 3 thì sẽ ra làm sao nhá. Nên là anh em nhớ đón chờ video của chúng mình trong tuần sau nhé. Còn bây giờ thì nếu như anh em có những ý kiến bình luận gì thì cũng đừng ngần ngại comment xuống phía bên dưới. Và đã xem đến đây rồi, yêu thích ủng hộ chúng mình thì hãy đừng ngần ngại để lại một like, một share và subscribe để chúng mình có thể động lực ra nhiều video mới hấp dẫn hơn cho các bạn trong thời gian tới nhá. Bây giờ thì Nami xin phép xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.